Vâng, xưởng bán đồ gỗ Gia Tận Cốc xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 7 tháng 3 năm 2021 và xưởng bên nhà em vừa mới sơn BUM xong một combo sản phẩm được làm từ chất liệu gỗ monocông, bao gồm là một bộ tần thủy hoàng đoạn dài 26, hàng 6 món, gồm một chiếc đoạn dài bên tay phải các bác đây và bên tay trái các bác là hai chiếc ghế đơn, ở giữa là một chiếc bàn to và cuối kia là một chiếc đôn kẹp cao. Và đầu tiên đây là một chiếc đôn thấp. Bộ sản phẩm này thì bên nhà em làm theo quy cách là hàng kích thước phổ thông, hàng trọn gỗ trọn vân đấy, và một chiếc kệ tivi sừng trâu dài 2m4, hàng là hàng đục trơn trọn vân trọn gỗ. Và trước khi đi vào bên trong báo thông số lẫn chi tiết và cả giá thành của hai sản phẩm này thì các bác hãy bỏ ra khoảng vài phút để cùng với em đi vào bên trong ngắm các cái đường nét chi tiết của hai sản phẩm này nhé các bác nhá. Đây, đầu tiên thì em xin giới thiệu luôn các bác là bộ tuần thủy hoàng đoạn dài 2m6, hàng 6 món, hàng đẹp này bên nhà em đang bán với giá chỉ có 29.800 đấy các bác nhá, giá hoàn thiện đẹp kỹ rồi. Đây, đầu tiên thì em xin giới thiệu luôn các bác là một chiếc đoạn dài. Cái chiếc đoạn dài bên nhà em làm với thông số kỹ thuật là dài là 2m6 là cả phủ bì, rộng là 65, còn cao từ chân tới trương là cao 1m20 các bác nhá. Đấy, các bác nhìn đây, gỗ monocông thì ưu điểm của gỗ vân veo rất là đẹp, còn gỗ thì rất là cứng và chắc nha các bác nhá. Đầu tiên thì em xin giới thiệu cột. Cột bên nhà em làm là cột 12 các bác ạ. Cột 12 đây thì các bác nhìn đây. Đấy, sờ cái lớp sơn nhà em thì thôi thì luột chảy luôn các bác. Đấy, sơn luôn. Sơn thì là sơn của dòng Đài Loan O7, đấy, sơn tốt nhất của dòng Đài Loan này rồi. Đấy, các bác xem đây, đấy, sơn thì rất là kỹ luôn. Còn trương thì bên nhà em làm là trương cuốn thư. Và các bác có nhìn đây, trương cuốn thư thì bên nhà em làm hàng phổ thông, nhưng bên nhà em làm dáng rất là cong nha các bác nhá, rất là cong. Đấy, vách thì bên nhà em làm vách trọn vân đây, các bác xem. Cột, cái cột này bên nhà em làm là cột đục nghê trên đầu, và là cột liền các bác nhá, cột liền. Đấy. Đấy. Mặt thì bên nhà em làm là xẻ nguyên một tấm và làm dày là 1/4, xẻ nguyên một tấm dày 1/4 nhá các bác nhá. Thì các bác nhìn đây, vân veo bộ sản phẩm này thì đẹp thôi rồi luôn các bạn. Đấy. Các bác nào mà xem được video clip này của em mà thấy hay thì các bác nhấn cho em xin một nút like và một nút đăng ký kênh nhá các bác nhá. Và đến với khuôn tranh. Khuôn tranh bên nhà em làm dày là 2/2. Cổ chỉ bên nhà em làm cổ chỉ đục hoa là tây. Đục hoa là tây đấy các bác xem đây. Chân thì bên nhà em làm là chân 12 và làm kiểu dáng chân cong. Đấy, các bác thì xem đây. Rất là đẹp. Giá thành rất hợp lý luôn, bộ tuần thủy hoàng này. Đấy, và đến với sản phẩm thứ hai là một chiếc bàn to. Cái chiếc bàn to này bên nhà em làm với thông số kỹ thuật là rộng 70 và dài là 1m4. Mặt bàn thì làm sẽ nguyên một tấm và được chạm khắc đục chống đồng. Đục chống đồng ở giữa đây. Đấy, và bên ria thì bên nhà em đục là 4 cái hoa văn hoa là tây. Đấy, các bác xem đây. Đục chống đồng thì tượng trưng lịch sử của Việt Nam đấy các bác nhá. Đấy, bàn đôn thì bên nhà em làm bàn đôn ngăn kéo để cho các bác kéo ra cái vào đồ rất là tiện. Đấy. Mặt bàn thì làm là sẽ nguyên một tấm dày 1/4 này. Còn yếm bên nhà em đục hoa là tây. Yếm đục hoa là tây. Yếm đục hoa là tây đây các bác xem đây, chạy xung quanh. Khuôn tranh dày 2/2. Đây, quay mặt bàn cho các bác xem nhá. Và đến với hai sản phẩm tiếp theo là hai chiếc ghế đơn. Hai chiếc ghế đơn này thì bên nhà em làm với cùng một thông số kỹ thuật là rộng 65 và sâu là 1m1, cao cũng là 1m20 nha các bác nhá, cao 1m20. Và cột thì bên nhà em cũng làm là cột 12 đây, toàn bộ đây. Đấy các bác xem đây. Đấy, hàng phổ thông nha các bác nhá. Như sờ lớp sơn nhà em thì sờ phun thì luột chảy luôn các bạn. Trương thì là trương cuốn thư. Trương cuốn thư đây các bác xem nhá, em quay cho các bác xem đây, rất là cong. Dáng của bên nhà em làm rất là cong nha các bác nhá. Đấy, cong vắt luôn. Rất là đẹp. Đấy. Vách thì bên nhà em chọn vân thì các bác xem đây. Đấy, vân đồ monocông thì không gì chê được các bạn. Còn mặt thì bên nhà em cũng làm dày là 1/4 và làm sẽ nguyên một tấm. Khuôn tranh thì toàn bộ làm dày là 2/2. Cổ chỉ yếm đục hoa là tây. Đây là chiếc ghế đơn. Và chiếc ghế đơn còn lại đây. Đấy, quay cho các bác xem. Đấy. Quay cho các bác xem nhá. Từng đường nét chi tiết của bộ sản phẩm tuần thủy hoàng gỗ mun, hàng trọn vân trọn gỗ này. Đấy, và đến với sản phẩm thứ 5 là một chiếc đôn kẹp cao. Thì bên em làm thông số kỹ thuật là rộng 40 và dài là 70. Mặt đôn thì làm là xẻ nguyên một tấm và làm dày 1/4 này. Khuôn tranh dày 2/2. Đấy. Các bác nào có những bình luận nó có ý kiến gì thì hãy để lại dưới phần bình luận ý kiến giúp em nhé. Và đến với sản phẩm cuối cùng của bộ tần này là một chiếc đôn thấp. Thì bên nhà em làm thông số kỹ thuật là rộng 40, 2 chiều 40 các bác nhá. Mặt đôn làm sẽ nguyên một tấm và làm dày là 1/4. Khuôn tranh thì dày là 2/2. Khuôn tranh dày 2/2 nhá. Và em xin báo giá công khai với mọi người một lần nữa là một bộ tần thủy hoàng hàng đoạn dài 2m6, gỗ mun 6 món, hàng đẹp này bên nhà em đang bán với giá chỉ có 29.800 thôi các bác nhá. Đây, và đến với sản phẩm thứ hai là một chiếc kệ tivi sừng trâu hàng đục trơn và dài là 24, rộng là 43, còn cao là 81. Đấy, hàng cũng được làm từ chất liệu gỗ mun, hàng trọn vân này, bên nhà đang bán với giá chỉ có 12.800 thôi các bác nhá. Cái kệ sừng trâu này thì các bác kê vào kê với những bộ phòng khách là tần thủy hoàng hay là Âu Á hộp thì rất là hợp luôn các bạn. Đấy, rất là đẹp, hàng đục trơn.
Vân veo thì gỗ mun thì các bạn nhìn thấy rồi, rất là đẹp. Và mặt thì bên em làm dày, mặt làm xẻ nguyên một tấm và làm dày là 1/2 các bạn nhá, dày 1/2. Vân veo của mặt đây rất là lỗi. Kệ mun này, sừng trâu này bên em đang bán với giá 12.800.000 thôi nhá. Xin báo giá công khai mọi người lần nữa. Đấy, giá hoàn thiện, đẹp kỹ rồi. Đấy, và các bác nào mà muốn đặt hàng và muốn tư vấn trực tiếp thì hãy liên hệ qua hotline số điện thoại Zalo của em là 0886 25 000, hoặc là đến trực tiếp cơ sở nhà em để xem hàng tại địa chỉ nhà em là ở cơ sở 1 là cạnh cái xăng Cầu Bài thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Còn cơ sở 2 của nhà em là nhà máy xử lý rác nhiệt phân ma Blama, Đông Anh, đường Cái Lam Hà, Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Còn mua hàng bên nhà em là sẽ có những chế độ ưu đãi là miễn phí vận chuyển trong bán kính 50 km, tặng các bác kính bàn, kính đôn, trả tận nhà các bác. Còn chế độ bảo hành của bên nhà em là sẽ bảo hành cho các bác ở 55 về chế độ sản phẩm, để các bác có thể yên tâm dùng đồ gỗ nhà em nhé. Và em xin dừng video clip tại đây và xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Xin chào.